Tôi rồm sẽ không bao giờ ghé lại bút phê tèo Thúy Tuấn một mình nữa vì những lý do sau. Đã bảo là hải sản mà không có cua, ghẹ hay là tôm hùm, tôm Alaska gì cả. Quầy lai thì đặt quá xa, mỗi lần đi ăn giống như là đi tập thể dục, mệt. Đồ ăn thì quá là đa dạng, làm cho mình rất là khó chọn được món ăn. Bia thì quá rẻ, báo hại là mình uống quá nhiều đi. Cuối cùng là đồ ăn quá ngon, nên mình quyết định là không đi một mình nữa mà dẫn theo lũ bạn đi cùng nhau tém cái vựa hải sản tèo tới tuổi này tôm ở đây thì tung tăng bơi lợi còn ốc thì đang thở phì phò lè lưỡi chờ mọi người tới lấy khu chế biến thì hoàn toàn là không phụ thu thêm nên quyết định là lấy 10 con hải sản mình sẽ chế biến thành 10 món khác nhau nước ngọt thì cũng uống miễn phí nhìn cái quầy nước ngọt là biết sang xịn thế nào rồi hen y như trong là mấy cái tiệm cà ráng đấy không gian thì thoáng mát sạch sẽ, với hệ thống hút khói là cực kỳ xịn sò luôn nên mình không bao giờ sợ ngợp khói. Các quầy lai like, khu chế biến thì gọn gàng hợp lý. Cái quan trọng á là đồ ăn ở đây nó ngon và vừa miệng. Hải sản á thì tươi sống. Mà cái giá miễn phí từ nãy giờ á là người lớn là 220k nha, còn trẻ em là 100k. Chi tiết rõ ràng thì tôi để ở đây. Giờ mở cửa là từ 16 giờ chiều đến 22 giờ tối. Rồi, tôi sẽ trở lại lần sau nha. Chào tạm biệt mọi người, tôi là tôi Rầm, cùng nhau khám phá không?